pleasant. Nhưng không, hôm nay em bí ẩn lắm luôn thôi. Xem được chỗ nào xem. Đây, lấy cổ nè. Quả cùng là Fireball. Đấy. Bavarian này cho nó 2 hit. Đấy, hơn cái góc nhiều. No! Oh, my screams. Good. Làm sao cái nỗi được để nó kịp được xuống lên cho kịp này. Thôi, ăn rồi, ăn rồi. Chuẩn bị có. Rồi, 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 chạy đi. Tiếp tục rồi, Hoss. Bả đi. Poison. Bả được không? Bả được. Trong năm tờ không chết. Kia. Ai. Thank you.
Live video, please. One hit miner. One hit miner. One hit miner. No. One hit miner. No. Balloon, balloon. Rồi mà mình không còn được Clash Việt Nam là bắt đầu kiếm được tiền. Chứ còn từ trước mà khi mà mình bắt đầu được Clash Việt Nam là mình chưa kiếm được đồng nào luôn. Là một năm mà không đồng. This our fast. Đánh với lại balloon luôn, nhiệt độ được bao nhiêu các bạn?
Nó là cái độ lớn cái mắt tầm độ khoảng hơn 1000 đô. Ôi tôi xong rồi, tôi xong rồi. Thôi được được được. MVP. Nice. Live video, please give me a like. Come on. Live video, please. Please like, share video, please. Thank you so much. Main break, delete. Main break. How? Ham. Vừa đánh. Oh my god. Tính là để xe cho anh em đúng thôi, không xe được. Ông này mình mới ads cách đây bao giờ hơn 2 tuần. Ông cũng trong 3 ads liên tục. Một trước là top cao nhất là top 7, top 10 gì đấy đánh cái đích fan Laser Light. Ông này đánh rất hay, đánh từ buổi trước rồi, buổi trước rồi. Nên là ép ngay là ông push cho cái đích cả 3 ads luôn, cả đích 2 đi. Nó để tí nữa gửi link. À, đây để tôi đọc tí.
đấy. Lúc nãy bị lag thời stream, nó bị chậm rồi, nó bị chậm tầm độ 2 phút rồi sao, tầm độ tầm độ khoảng 3 phút rồi. Đâu thì 1 phút rưỡi. Mờ cam á. Đây. Đợi chút để stream vào rồi. Ok, next game. Lock.